Chồng em đâu. Trời sao bạn trời ơi, không, em xích dép theo bắp. Bây giờ em đang hy vọng là bắp cho em phần. Ừ, một phần nữa cho mày đi được. Oh,
cho có cần cầm cho đu quanh quay cái gì mà giống như đặt dạ. Tôi đặt sao em à, nhận xét gì về nghe tiếng Huy nhân tâm dạ. Nhưng anh để gấp Huy là không? Một người rất là dễ thương và là sao ta, bởi vì em với Huy thì nếu mình nói về làm việc thì không quá nhiều nhưng mà là bạn đó, đúng như là bạn. Huy là một người rất là dễ thương, là một người bạn mà em rất là quý. Hỏi riêng này, từ sau khi đám cưới đến giờ là cô mất tích luôn. Cô mất tích đâu anh, vẫn hoạt động, vẫn cập nhật Facebook đều đặn, vẫn quay show. Dạo này lên hình mặt tròn với bánh bao. Ngoài đời đâu tròn lên, thấy không? Em về nha, bye bye anh. Dạ. Ủa, không sợ nhờ? Sợ gì? Cái này mới sợ thôi. Nè. Thôi gì mà thôi. Ủa ta sẽ đến chưa? Wow, whisky. Cái này cho người là whisky.